chị không biết là quay lại bao nhiêu lần rồi đấy. Đắp bò Trần vừa tới mà rất là ngon, ăn rất là ngọt, đậm đà, ngon. Riêu thịt này cảm giác rất là ngon mà mình ăn thấy nó rất là đậm vị, không như những cái món bún mà chị đã thưởng thức, mà nó có một cái vị đặc biệt, vị đặc trưng ở đây ấy. Khi mà được đến thưởng thức thì thấy cái bê ra cái khói nghi ngút nó bốc lên ấy, trời, thật, nó đã đánh vào cái thị giác và cái khứu giác của mình rồi. Xin chào các quý vị khán giả của Hà Nội Review, tôi là Minh Dũng. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội của chúng ta thì không chỉ là nơi sản sinh ra rất nhiều những món ăn ngon, mà còn là một vùng đất quy tụ rất nhiều những thức quà, những đặc sản từ các vùng miền và địa phương khác. Nếu như quý vị đã quá quen thuộc với bún chả, bún thang hay bún ốc thì mới đây thôi, bản đồ ẩm thực của Hà Nội được bổ sung thêm một món ăn mới, đó chính là bún tộ măng lai. Nghe cái tên thì khá là lạ đúng không ạ? Và quý vị có tò mò giống như tôi không? Hãy cùng khám phá món ăn này trong số Hà Nội Review ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, bún tộ măng lai là một món ăn mà tôi cũng chưa thử bao giờ. Và có lẽ để có thể khám phá thêm về món ăn này thì không gì phù hợp hơn bằng việc trò chuyện với người đã trực tiếp mang bún tộ măng lai về đến Hà Nội. Đó là anh Điệp. Ê chào anh, đầu tiên thì em cũng rất là thắc mắc món bún tộ măng lai này thì có từ đâu và có từ bao giờ? Như các bạn đã tìm hiểu sơ qua thì bún tộ măng lai thì có nguồn gốc từ trong Đà Lạt. Và nó cũng có từ rất nhiều năm rồi. Cụ thể là nó theo như mình khi mà mình mới tiếp cận với món bún tộ măng lai này thì nó có cách đây khoảng cỡ gần 20 năm. Đó là một cái thương hiệu bún tộ mà do một cái người con mà sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất măng lai của Đà Lạt đã sáng chế ra món bún này. Dạ vâng. Thật ra là khi mà nghe đến tên là bún tộ măng lai thì em nghĩ rằng là không chỉ em mà các khán giả của Hà Nội Review cũng rất là tò mò về cái tên, vì sao nó lại là bún tộ măng lai. Thì như các bạn đã biết ấy, thì cái tên này nó cũng có một cái chút gì đấy nó cũng khá là đặc biệt. Thì nguồn gốc của cái tên bún tộ măng lai nó là chính là cái tên địa danh. Măng lai nó là tên địa danh chứ không, nó không phải một loại bún. Nó không phải là một loại măng mà như mọi người tưởng là một tên là măng lai, mà nó chính là cái tên mà khi người Pháp, người ta những cái năm đầu tiên mà khi người Pháp người ta đặt chân đến cái thành phố Đà Lạt thì họ cũng có đặt tên cho một số những cái vùng đất, những địa danh mà nó gắn liền với cả các cái tên nó cũng có một chút gì đấy của Pháp. Ví dụ như bạn nghe thấy nhiều những khu như là khu măng đen thì các bạn nghe nhiều hơn, thì măng lai nó cũng tương tự như măng đen. Nó là do một cái tên mà người Pháp đặt tên cho một cái địa danh của Đà Lạt có tên là như vậy. Thế vì vậy mà cái anh mà sáng chế ra cái món bún tộ măng lai này là anh sinh ra và lớn lên ở vùng đất đấy, và anh đặt tên chính cho cái món bún này, nó mang tên hiệu là bún tộ măng lai. Vậy nếu mà để nói về ba từ mà anh thấy ấn tượng về món ăn này thì nó sẽ là ba từ gì ạ? Chắc là nói đến bún tộ măng lai thì sẽ nhiều người sẽ thấy ngay rằng là thứ nhất là món ăn nó phải ngon đã. Cái thứ hai là nó cũng khá là đặc trưng, mà chỉ có ở vùng ngoại ô quán mới có cái món bún tộ đấy thôi, và nó khá là mới lạ và nó khá là thú vị. Thế nên có thể mời các bạn trải nghiệm thì bạn sẽ có những cảm nhận của riêng mình về cái món này. Dạ vâng, với ba từ vừa rồi thôi thì tôi cũng rất là tò mò muốn biết được rằng là những cái công đoạn để có thể chế biến ra món ăn này. Vậy thì em có thể xin phép là vào cái khu bếp chế biến được món. Thân mời bạn vào thân bếp. Dạ vâng. Bún tộ măng lai, đọc chính xác theo tiếng Pháp là măng linh, là một đặc sản bắt nguồn từ ẩm thực của người Cờ Ho. Măng linh còn có nghĩa là sương mù, chỉ vùng đất cao nguyên rộng lớn, quanh năm bao phủ bởi màn sương trắng mờ ảo, nơi cư trú của đồng bào dân tộc Cờ Ho đã được người Pháp đặt cho cái tên lãng mạn như vậy khi đặt chân tới Đà Lạt vào năm 1893. Món bún, thay vì được phục vụ trong tô, bát bằng sứ, lại đựng trong một chiếc tộ, nồi bằng đồng thau nguyên chất để giúp thức ăn luôn nóng hổi và thơm ngon tròn vị tới miếng cuối cùng. Thưa quý vị, với tên gọi độc đáo bún tộ măng lai, chắc hẳn là cái nguyên liệu để làm nên món bún tộ này cũng rất đặc biệt. Nhưng khoan, hãy nói đến các nguyên liệu khác, hãy nói đến một cái nguyên liệu mà tôi rất tò mò ở đây, đó chính là riêu thịt.
riêu thịt này thì được làm như thế nào ạ? Dạ thưa thì ở bên em được làm hoàn toàn bằng 100% bằng thịt lợn. Như người khác hay nói là riêu thịt bằng cua hay là bằng tôm hay là bằng cá thì bên em thì làm bằng thịt lợn. Thì ở đây có các gia vị, bên em chuẩn bị sẵn đây thì có hành và có lòng đỏ, trứng gà và ít gia vị bên em đã pha chế. Thì bây giờ em sẽ khâu chuẩn bị đảo để làm ra một viên điêu được ngon và hấp dẫn ạ. Làm thế nào để chúng ta có thể có được cái kết cấu và nó dính vào với nhau như vậy? Bởi vì là như riêu cua là rất là dễ vỡ đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bên em kiểu là phải có lòng đỏ, trứng gà và các gia vị để bên em chế ra, là bọn em để trong tủ lạnh khoảng một thời gian nhất định để có một viên điêu gọi là nó gắn kết với nhau. Vâng, bây giờ thì anh có thể hướng dẫn cho em cũng như là quý vị khán giả của Hà Nội Review cách để làm nên món riêu thịt này không ạ? Dạ được ạ. Thì bây giờ em sẽ có hành. Đầu tiên là em cho hành và các gia vị em đã chuẩn bị sẵn ở đây ạ. Phần thịt này là thịt gì nhỉ? Thịt là thịt hoàn toàn là từ chân giò ạ. Thịt chân giò và cả ít thịt nạc vai nữa ạ. Và thế là em cho trứng ạ, lòng đỏ trứng gà không ạ? Lòng đỏ trứng gà, vì sao mình lại không dùng lòng trắng? Tại vì khi mà dùng lòng trắng thì khi ta thổi lên thì nó sẽ nước dùng nó sẽ không ngon ạ. Dạ, nó sẽ có một cái vị màu nước dùng nó không được đẹp mắt ạ. Như vậy là mình sẽ dùng lòng đỏ. Dạ đúng rồi. Cái riêu thịt này thì mình có thể làm những cái loại thịt khác như thịt gà, thịt vịt, thịt ngan hay là thịt bò không? Hay là chỉ có thể làm thịt lợn? Bên em chỉ làm được thịt lợn thôi ạ. Bởi vì với công thức từ Đà Lạt kiểu là mang ra đây ạ thì nó là hoàn toàn công thức Đà Lạt 100%. Dạ. Cái loại riêu này thật ra là mới đầu nhìn thì mình nghĩ nó sẽ hơi giống viên mọc. Dạ. Vì hương vị thì nó có giống không? Dạ hương vị thì không ạ. Bởi vì thứ nhất là người ta hay nghĩ là cái viên mọc là nó có thường là có bột ạ. Là khi ta ăn vào là cảm giác nó dai. Nhưng mà khi đây là viên riêu thì khi khách ăn vào thì cảm giác mềm và hương vị của nó rất là ngon và thơm. Dạ. Bây giờ là mình sẽ nặn viên đúng không? Về cái định lượng thì mình có khoảng cụ thể là bao nhiêu? Định con số thì nào không? Một viên thì tầm từ 72 tới 75 gram. Ở đây thì mình đã thấy rằng là các cái nguyên liệu thì bạn cũng đều đã bày ra hết rồi. Có trứng gà, có hành, có gia vị, có thịt. Vậy có một cái bí quyết nào đó riêng của cửa hàng mà không thể nào tiết lộ không? Để dạ, có thể làm ra món riêu thịt này. Dạ có ạ, bởi vì cái gia vị này là em trộn sẵn rồi. Bởi vì em sẽ mang ra đây để em trộn, còn không thể tiết lộ trên màn hình nhỏ này được ạ. Bây giờ thì chắc là mình sẽ mang cái này vào bếp để có thể chế biến những công đoạn tiếp theo. Dạ vâng ạ, ok ạ. Rồi, tôi đã có mặt ở trong khu bếp nấu món bún tộ măng lai. Đầu tiên, một cái điểm rất đặc biệt của bún tộ măng lai đó chính là chiếc tộ. Đây là cái vật liệu để có thể đựng bún. Wow, thực sự khá là nặng đấy quý vị ạ. Vì sao là chúng ta lại phải sử dụng một cái vật liệu nặng như thế này để đựng món ăn này nhỉ? Dạ, bên em sử dụng vật liệu bằng đồng 100% nguyên chất thì nó giữ được cái độ nóng của nó khi ta thổi lên thì khi khách hàng ăn vào thì cảm giác ăn nóng từ đầu đến cuối luôn ạ. Ồ, cái này cũng dạ, là nguyên bản từ Đà Lạt luôn ạ? À? Dạ đúng rồi ạ. Wow, một cái tộ này tôi thấy khá là nặng thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu cân? Nó là 1,7 cân ạ, nó làm được bằng từ đồng nguyên chất luôn ạ. Wow, một cái tộ rất là nặng thưa quý vị. Thế nhưng cái này thì chắc là sẽ hơi khó để khách có thể cầm bát lên và ăn như là ví dụ bát phở hay bát dạ, bình thường ạ. Thì bên em sẽ dùng có một cái kẹp ạ để cách nhiệt giữa cái bát và tay mình ra không là bỏng ạ. Ok, đó là phần tộ. Còn nguyên liệu của món ăn này thì bên cạnh riêu thịt chúng ta vừa làm thì sẽ còn những cái nguyên liệu nào nhỉ? Dạ bên em thì có rất là nhiều nguyên liệu bởi vì bên em là có 20 loại bún đặc trưng. Thì bên liệu bên em còn có thịt bò này, bắp bò và gầu và thịt lợn và móng giò và cả thịt ngan nữa ạ. Như vậy thì món ăn này cũng có khá là nhiều những cái có thể kết hợp nguyên liệu topping khác nhau nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Ở trên tôi còn thấy có cả tiết lợn này và măng nữa. Măng. Đó. Dạ. Vậy còn về quy trình để làm nên món này thì sẽ có những cái bước nào?
Cái nguyên liệu là bên em gồm có thịt bò này thì em sẽ cho vào bát và thổi sôi lên ạ. Dạ, thổi sôi lên rồi cho hành lá hành rồi cho hành khô lên. Cái sợi bún ở đây thì tôi thấy rằng là nó sẽ dày hơn và có lẽ là sẽ dai hơn so với cả bún những cái món bún ở Hà Nội. Dạ đúng rồi. Ví dụ như là bún riêu thì nó sẽ mỏng mỏng hơn, nhỏ nhỏ hơn. Thì bên em bún bên em được đặt riêng ạ. Dạ. Và riêng bởi vì sợi bún nó được thổi trong bát đồng nó sẽ nóng và nó sẽ giữ được dai hơn của sợi bún ạ. Như tôi được biết thì đây là một món ăn từ Đà Lạt. Dạ. Vậy khi mà món ăn này mang về Hà Nội thì nó có thay đổi công thức nào đó để phù hợp hơn với khẩu vị của người miền Bắc hay người Hà Nội không? Dạ có ạ, bởi vì miền Bắc mình thường là hay ăn hơi đậm đà một chút so với người Đà Lạt ạ. Bởi vì người Đà Lạt thường hay là ăn ngọt hơn bên miền Bắc mình. Như vậy là cũng phải gia giảm. Dạ, bên em thì sẽ có mức độ cân chỉnh về gia vị. Như kiểu là cho gia vị đậm đà thêm một chút nữa và nước từ xương. Vậy cái món bún tộ măng lai nguyên gốc ở Đà Lạt thì nó có nhiều topping không hay nó sẽ có những loại topping nào? Nguồn gốc ở Đà Lạt thì topping bên em đưa ra đây thì đúng theo phương công thức của Đà Lạt luôn ạ. Topping theo của Đà Lạt luôn ạ. Topping ở Đà Lạt thì có những kiểu là thịt bò hay là viên riêu thì ở bên em sẽ mang ra y như trong Đà Lạt ạ. Như vậy là nó sẽ gần như là nguyên bản. Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ thử nấu một tô bún tộ măng lai nhé. Dạ vâng ạ. Bước tiếp theo là sẽ cho nước dùng vào và đun lên ạ. Ok. Wow, như vậy là mình sẽ phải nấu một lần nữa. Dạ. Để có thể hoàn thiện cái bát bún này. Nếu mà mình có một cái bước đun thêm trên lửa như thế này thì có sợ bún bị nát không? Dạ không ạ, bún bên em được đặt từ các cơ sở quán bún được là làm bún rất là dai ạ. Vâng. Nước dùng này là từ xương lợn ạ. Dạ em ninh từ 10 giờ sáng hôm trước để đến 4 giờ sáng hôm sau để có một cái nước xương vị ngọt của xương. Như vậy là sẽ phải ninh qua đêm. Nồi này thì mình sẽ đun trong khoảng bao lâu? Trong khoảng tầm 1 phút ạ. Khoảng 1 phút thôi? Dạ vâng. Khi sôi lên thì ta có thể bê ra cho khách ạ. Một cái điều mà tôi thấy cũng rất là đặc biệt cũng như là thú vị ở quán bún tộ măng lai này đó chính là cái khu vực bếp thì họ làm cũng khá là tinh tế khi mà sử dụng bếp ga công nghiệp, thế nhưng ở phía dưới là những chiếc chum đó để có thể vừa làm đẹp này mà nó vẫn giữ được cái cảm giác mộc mạc cũng như là rất là thân quen ở cái quán ăn này. Dạ. Đây có phải lần đầu tiên chị thưởng thức món bún tộ măng lai này không ạ? Đúng rồi, lần đầu tiên mà đi mười mấy cây số xuống đây thì thưởng thức cái món bún này đấy em. Ban đầu đi thì cũng thấy khá là xa đấy, hiểu sao đi một cái quãng đường xa như thế này đến đây. Và đến giờ thưởng thức thì cũng không bỏ công mình đi xuống đây mà. Ấn tượng đầu tiên của chị về món ăn này đó là gì? Chị thấy là topping ở đây khá là nhiều. Và cái việc mà thử sang cái riêu thịt này cảm giác rất là ngon mà mình ăn thấy nó rất là đậm vị, không như những cái món bún mà chị đã thưởng thức. Và nó có một cái vị đặc biệt, vị đặc trưng ở đây ấy. Nói chung là thử xong rồi mình cảm thấy wow với cái topping này. Chắc chắn là chị sẽ quay lại và cùng thêm mấy bạn bè của chị nữa, chị sẽ chia sẻ cái quán bún này tới mọi người. Vị rất là đậm đà, nó nhiều vị nó vào lắm. Chị thấy nó rất là ngon ấy. Lại món thịt. Thịt này bắp nó bắp bò trần vừa tới mà rất là ngon, ăn rất là ngọt, đậm đà, ngon. Ở đây món ăn đây rất là đặc biệt, rất là nhiều lần chị thưởng thức và đến bây giờ ăn cái vị của nó vẫn giữ nguyên như vậy. Chị cảm thấy là cái nước lèo ở đây rất là ngon, nó rất là tròn vị, với cả những cái topping ở đây rất là đầy đủ.
ăn mình cảm giác như là mình có một cái năng lượng ấy, ăn vào ấy nó sẽ có một cái năng lượng tràn đầy để mình có thể làm việc và mình có thể sinh hoạt đi chơi cùng bạn bè rất chi là ok để cho tiếp đến bữa trưa của mình. Vâng. Món bún này thì có một cái điểm đặc biệt hơn đó chính là được phục vụ trong một chiếc tộ bằng đồng. Thì cái điều này thì có ấn tượng với chị. Nó thu hút chị đấy. Tại vì lần đầu tiên chị khi mà chị lướt và chị thấy quảng cáo ở trên Facebook ấy thì chị đã ấn tượng, rất là ấn tượng bởi cái tô đồng này rồi. Và những cái khay đồng này khi mà được đến thưởng thức thì thấy cái bê ra cái khói ấy, nghi ngút nó bốc lên ấy. Trời, nó đã đánh vào cái thị giác và cái thiếu giác của mình rồi. Rồi xong đến lúc mà thưởng thức không còn gì phải làm nữa, xứng đáng. Riêu thịt đây, riêu thịt này chị thấy rất là ngon. Riêu thịt với cả cái trứng vừa tới với cả cái thịt bò, nói chung là tất cả đều hài hòa trong cái bát này. Chị không có thiên vị cái topping nào hết, nhưng mà chị thấy là tất cả các topping trong này đều hài hòa, đều kết hợp rất là hoàn hảo cùng với nước lèo của nó. Về không gian của quán thì sao? Trời, chị đã từng gọi rất nhiều bạn bè giới thiệu đến đây để thưởng thức cái không gian này, cũng như là chụp ảnh sống ảo này, cũng như là đấy tự thưởng cho mình cái không khí rất là trong lành, có hồ này, có đường rất là thoáng đãng, rất là ấn tượng bởi vì là ông chủ ở đây rất là khéo đã bố trí trang trí lên được cái không gian thật sự là mộc mạc và thiên nhiên. Trong lần tới thì mình có tiếp tục quay lại để thử món ăn này không? Yeah. Tất nhiên rồi em, chị không biết là quay lại bao nhiêu lần rồi đấy. Bát bún tổ măng lai mà tôi vừa gọi thì cũng đã ra rồi. Và trước khi mà chúng ta thử món ăn thì hãy nói một chút về không gian đi. Không gian của quán thì thực sự rằng là tôi cảm thấy cũng khá là ấn tượng khi mà đến đây và cảm thấy rằng là cái sự mộc mạc cũng như giản dị ở những cái bàn ghế này, rồi là tại quầy chế biến hay cả những cái vật dụng nữa. Một điểm rất ấn tượng ở không gian của quán đó chính là nó nằm ngay bên cạnh một chiếc hồ. Và như vậy thì quý khách đến đây có thể thưởng thức được gió mát này, cạnh hồ này và cái thưởng thức món bún tổ măng lai, thực sự rằng là một cái sự hòa quyện rất là thú vị ở đây. Và những cái đồ vật trang trí hay là những cái bàn ghế cũng được anh chủ tái sử dụng lại từ những cái đồ vật thân thiện với môi trường, như là chiếc bàn ở đây có vẻ là từ một cái khung cửa sổ, hay là những chiếc ghế và cả những cái vật dụng nữa. Với món bún tổ măng lai này thì chiếc tổ cũng rất là ấn tượng khi được làm bằng đồng đúc nguyên khối, và chiếc thìa ở đây cũng bằng đồng luôn. Thế nhưng mà anh chủ có chia sẻ rằng là để có thể đầu tư và cũng có được một cái bộ ăn dành cho khách bắt mắt như thế này thì cái mức giá cũng khá là cao. Ví dụ như khoảng một set gồm có tổ này, thìa này hay là cốc bằng đồng như thế này nguyên khối thì có giá khoảng 2 triệu đồng đó. Như vậy thì quý vị có thể thấy rằng là cái mức giá cũng khá là cao đấy. Đây là một món ở Đà Lạt, vì vậy thì nhắc đến Đà Lạt tôi không thể không nhắc đến những cái món rau rất là tươi ngon. Thì anh chủ quán cũng rất là tinh tế khi mà bày trí một quầy live buffet riêng để quý khách có thể tự phục vụ rau. Ở đây chúng ta có các cái loại rau như là xà lách, bắp cải này, giá này, hoa chuối và tía tô. Về các cái gia vị thì sẽ có hành tím, ớt tươi, ớt tương và chanh nữa. Bây giờ chắc là tôi sẽ thử món bún tổ măng lai này, thực sự rằng là cũng khá là tò mò, không biết là hương vị nó có gì đặc biệt hơn so với cả những cái món bún khác ở Hà Nội không. Bây giờ chắc là sẽ thử nước dùng trước. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là cái nước dùng cũng như là bát bún này nó vẫn còn rất nóng hổi, và có lẽ đó cũng là một cái điểm cộng cho việc sử dụng cái tổ bằng đồng như thế này, giữ nhiệt rất là tốt. Một cái điểm cộng thứ hai đó chính là nước dùng khá là đậm. Và như bạn đầu bếp có chia sẻ rằng là khi mà món ăn này được mang về Hà Nội thì cũng được gia giảm khẩu vị sao cho phù hợp với người Hà Nội, đó chính là hơi
hơi mặn một chút, hơi đậm một chút. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là quý vị hoàn toàn có thể gia giảm thêm, ví dụ như là chanh, ớt này. Có lẽ là tôi sẽ cho thêm một chút ớt và chanh. Những cái loại rau ở đây thì cũng khá là tươi và quý vị hoàn toàn có thể tự phục vụ miễn phí. Việc sử dụng bằng tổ đồng như thế này tôi nghĩ rằng là vừa là ưu điểm có thể giữ cho bát bún tổ luôn được nóng, nhưng cũng vừa là nhược điểm khi mà quý vị nếu mà không cẩn thận nhá thì chạm vào phần vành bát này hay là chiếc thìa này, nếu mà để ở trong bát quá lâu thì cũng có thể gây nóng. Vì vậy khi mà quý vị ăn bún tổ măng lai thì nên cẩn thận một chút, nếu không thì chúng ta sẽ bị bỏng đấy. Về những cái topping như là thịt bò, thịt lợn thì cá nhân tôi đánh giá rằng là khá là tươi và ngọt. Và bây giờ thì chắc là sẽ thử cái riêu thịt này. Thực sự rằng là riêu cua hay là riêu tôm thì chúng tôi đã có những cái số Hà Nội Review trải nghiệm về riêu cua, riêu tôm rồi. Thế nhưng mà riêu thịt này thực sự rằng là lần đầu tiên tôi nghe thấy và cũng là lần đầu tiên mà thử cái món ăn này. Và cái câu hỏi lớn nhất mà tôi đặt ra cho cái món riêu thịt này đó chính là liệu nó có giống với cả mọc không? Bởi vì là cái hình dáng như quý vị có thể thấy rằng là nó sẽ khá là giống. Rất là ấn tượng. Thực sự rằng là tôi không nghĩ rằng là cái bề ngoài nó to và nó cũng một viên riêu thịt to như thế này mà bên trong lại mềm và ẩm như vậy. Quý vị có thể thấy rằng là cái kết cấu thịt nó đã được xay nhuyễn nhưng mà vẫn còn một số những cái miếng thịt ở đây, ăn vẫn có thể thấy được miếng thịt. Và thứ hai là nó rất là mọng nước đó. Và nếu để mà nói nó giống với cái gì nhất thì tôi nghĩ rằng là nó giống với cả chả cua đó. Đấy là cái cảm quan cá nhân của tôi. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là cái hương vị của món riêu thịt này khá là ngon đấy. Cách ướp gia vị thì cũng khá là đậm đà và cái vị ngậy béo cũng như là tan trong miệng của miếng riêu thịt này, thực sự rằng là tôi nghĩ rằng đây cũng không khó hiểu khi mà những cái thực khách đến đây họ đều rất là thích, ấn tượng với cả món ăn món riêu thịt này. Wow, thực sự quý vị ạ, khi mà gọi một cái bát bún tổ măng lai thập cẩm như thế này thì một mình tôi chắc là cũng thật khó để có thể ăn hết được bát bún này, bởi vì nó có khá là nhiều topping. Nên là những quý vị nếu mà mới ăn món này lần đầu hoặc là chúng ta có cái sức ăn không quá là khỏe chẳng hạn thì có thể gọi bún tổ bò tái này, bún tổ măng giò heo hoặc là bún tổ măng ngan chẳng hạn. Với giá là 49.000 thì tôi nghĩ rằng là cái mức giá nó vừa hợp lý hơn và thứ hai rằng là cái lượng topping nó cũng vừa phải hơn để chúng ta có thể ăn, có thể thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị của bát bún tổ măng lai này. Một điểm cộng thứ hai đó chính là cái việc phục vụ rất là bắt mắt khi mà có một bát bún tổ bằng đồng này, có chiếc cốc bằng đồng hay một chiếc thìa đồng thì quý vị có thể chụp những cái bức ảnh rất là đẹp để có thể đăng lên. Và về rau thì cũng rất là thích với những ai mà thích ăn rau này, khi mà quý vị có thể tự phục vụ rau hoàn toàn miễn phí và có thể tùy vào nhu cầu của mình lấy cái lượng rau vừa phải. Bát bún tổ măng lai này thì tôi nghĩ rằng là sẽ phù hợp cho cả gia đình, khi mà chúng ta đến đây có thể đưa các bạn nhỏ đến ăn cũng được, hoặc là đi với nhóm bạn bè, bởi vì là không gian ở đây thì cũng khá là rộng rãi, với những chiếc bàn lớn có thể phù hợp cho nhóm từ 2 người, 5 người hay cả 10 người thì cũng đều rất là phù hợp. Về địa điểm thì quán bún tổ măng lai này nằm tại quận Long Biên. Với cá nhân Minh Dũng khi mà ở bên kia cầu thì thấy sẽ hơi xa một chút, thế nhưng mà khi mà đến đây để trải nghiệm thì cũng khá là xứng đáng. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là quý vị nên dành một lần để có thể dành thời gian để có thể trải nghiệm món bún tổ măng lai này. Với một món ăn nóng hổi và đựng trong chiếc tổ đồng như thế này thì tôi nghĩ rằng là sẽ rất là phù hợp để quý vị thưởng thức vào mùa đông và những ngày trời lạnh, đặc biệt là miền Bắc. Và cái view, cảnh quan, không gian tại quán ăn thì cũng rất là đẹp và thơ mộng nữa, khi mà chúng ta vừa ăn có thể vừa ngắm hồ này, rồi là bao quanh bởi quán là có cây cảnh, hoa lá. Với những tiêu chí đánh giá trên cũng như là trải nghiệm của Minh Dũng về món bún tổ măng lai ngày hôm nay thì tôi sẽ dành cho món ăn này đó chính là 3.5 sao. Và cảm ơn quý vị khán giả vì đã theo dõi số Hà Nội Review lần này. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung hấp dẫn và thú vị khác về Hà Nội. Vì vậy thì quý vị ơi, quý vị đừng quên đón xem Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, ứng dụng Hà Nội On, website hanoionline.vn và cùng với đó là những nền tảng số khác như là Facebook, YouTube và TikTok. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!